Dạ vâng. Anh ơi, bây giờ anh lên trên bờ chưa hả? Nếu bây giờ anh lên trên bờ rồi thì anh gửi mẫu cho em nhé. Bye anh. Cái đuôi của em mua của tôi 4 năm trước, nhưng mà mỗi chiếc đuôi tiên cá tôi bán nó có cái bảo hành. Trong cái thời gian đuôi em mua thì anh có bảo hành là mua một đổi một, nên cái đuôi của em bây giờ em có thể đổi được cái mới đó. Em gửi ở ngoài Hà Nội hả em? Em gửi dịch vụ Viettel á, họ gửi cho Tiun, lên trên mạng gõ Google Tiun hay lên trang web tiun.co hay gõ Google Tiun nó cũng ra địa chỉ của anh chỉ có một nơi duy nhất ở 377 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 thôi. Dạ vâng, thế để em bảo bố. Khi anh nhận được cái đuôi tiên cá của em gửi vào rồi á, anh sẽ gửi cái yêu cầu của em cho bên cái chị mà thiết kế đuôi tiên cá cho em á, là chị Simi á, rồi chị sẽ báo giá cái đuôi tiên cá của em là bao nhiêu tiền ha, là mình may cái vải đuôi hay em mới may quần áo gì không. Rồi em gửi số đo cho anh, số đo vùng eo, vòng bụng của em, rồi chiều dài chân của em từ từ rúng cho tới gót chân. Bởi vì em tập luyện em mang bơi lội nhiều á, thì chân em nó sẽ được dài ra đó. Đang tuổi lớn 4 năm rồi, cố gắng mang đuôi tiên cá tập luyện. Cái đuôi đời mới này thì nó ok nữa, có thể lặn biển tốt luôn á. Anh làm đuôi tiên cá là giúp mấy em thoát khỏi bệnh tật. Anh dạy bơi tiên cá 8 năm cho tụi em. Rồi em thấy bây giờ dịch bệnh Covid-19 mà anh đã miễn nhiễm với Covid luôn rồi. Cơ thể của anh không thể bị bệnh được, nên anh không có tiêm vaccine, và anh đã gặp và tiếp xúc hàng trăm người bị mắc Covid mỗi ngày. Bởi vì anh đi phóng sanh, anh đi làm việc suốt. Đó, anh gặp mấy người bệnh Covid hoài luôn á, mà anh vẫn khỏe. Đó là nhờ mình tập luyện bơi tiên cá đó em. Cố gắng lên nha. Anh nhưng mà phải đo những cái gì để bây giờ em đo luôn.